À, Nhân Đức à, à, càng à, tu tập à, với à, cái đạo tràng trên không chung của mình thấy càng thích. Nó để ý thích ngay chỗ này nè quý vị. vị. À, chúng ta mỗi người đều à, tự lo cho cuộc sống. Nên ai cũng cảm thấy vất vả. Rồi mình thấy cái khó, cái, cái khổ. Khi mà mình... À, kiếm được cuộc sống Còn lúc trước có những khi Ở chỗ đông người Nhiều người chưa từng được trải uh, nghiệm qua những Cái cuộc sống xã hội hoặc là Kiếm tìm chén cơm manh áo trong cái thời cuộc bây giờ Chưa hiểu Nên có khi Mình sống rất thoải mái Và tự nhiên mình thiếu sự chân quý Còn bây giờ mọi người chúng ta này, lam lũ rồi kiếm tìm cuộc sống quá khó khăn khi mà mình làm nhiều việc mà mình phải phải, phải tranh thủ dành thời gian để tu tập nữa rồi khi tu tập mà phải gặp sự trở ngại nữa vì cuộc sống bên ngoài nữa nghĩa là nhiều mặt quá nên bản thân phải nỗ lực lên cố gắng lên rồi lại tranh thủ thời gian để tu Tại vì tu để cho nó an lạc An lạc để có được cái Cái sự thoải mái của nội tâm Để mà mình tiếp tục mình làm việc đồ này kia Nên từ nơi đó mà Cái tu được thì tự nhiên Nó giữ được Nó giữ Nên à, Càng tu với cái đạo chàng không chung này Nhà Đức thấy càng thích Thích ngay cái chỗ là mọi người Tự lực cánh sinh Tự tạo cuộc sống thêm cái đó là gì chúng ta không có được gặp nhau thường xuyên hay không không gặp nhau thường xuyên này hay lắm đó quý vị rất hay á nên giống cái câu hồi đó như đức nói em vì gần chùa à, gì đó thấy phật hiền lành ẩm phật đi chơi gì đó đúng không nghĩa là giống như gần gũi giết quý vị bắt đầu nó không còn cái tâm quý trọng và cung kích nên từ nơi đó là như giống như giống như năm xưa mà đại lão ở từ tình không người ta xa mà ta đến ta gặp ngài thôi ta mừng đừng có nói thí dụ như có những người mà bên cạnh của ngài có khi lâu ngày giết nó khi nó bình thường bình thường nên cái mà hướng dẫn từ xa này nó cực kỳ hay luôn thí dụ như mình tu với người ta mà người ta được lợi ích đó. Rồi mình đem vào pháp mình chia sẻ mà có những cái mà người ta gỡ được cái rắc rối của người ta. Người ta từ xa người mang tâm cảm ơn ghê lắm. Mang tâm cảm ơn rất là lớn. Cái tâm cảm ơn nó sanh cái tâm thành kính. Một phần thành kính được một phần lợi ích. Mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Thí dụ như giờ đem vào pháp giới thiệu đi. Mà mình không có tâm thành kính. Thì dù cho Phật đem đưa cho mình cũng không có kết quả cái tâm thành kính là cái cực kỳ quan trọng Nên khi mà những đức Đem vào pháp chia sẻ Thì vị gì bị áp dụng mà được lợi ích Ở từ xa nó cảm ơn ghê lắm Từ xa mang tâm cảm ơn Cực kỳ lớn luôn Nên khi mà những đức gặp sự cố gì Cái người từ xa Họ thông cảm và họ tha thứ những đức ghê lắm Vì sao biết không Vì cuộc sống bên ngoài xã hội của họ khó khăn quá Họ gian nan vất vả quá Mà gia đình chỉ có vài ba người Còn cái này Ông thầy ông giải quyết mấy ngàn con người Ông khó khăn cỡ nào Ông giải quyết bao nhiêu năm như vậy Nhưng Mà khi lễ lòng ta về Nó thấy mình làm việc mà cực lực Làm quá trời luôn Nên người ta Tha thứ cho mình khi mình gặp sự cố trở ngại đến với mình Còn người sống gần mình Mình lo mỗi ngày luôn cái Nhiều người họ không tha thứ cho mình Thấy chưa Nên càng tu với cái cái, cái đạo tràng không chung này nhiều Đức có thấy rất đặc biệt bởi vì chúng ta giống như ẩn ẩn hiện hiện Tuy xa mà gần Tuy gần mà xa Thấy chưa Tuy xa mà nó lại gần nó Nên tuy gần mà xa rõ ràng không đó. Gần cái bên này mà xa Không biết ở đâu luôn đó. Nên cái vị biết rằng là Lúc trước lâu lâu lễ lọc vì về vì gặp những đức cũng có Mà vì gặp được vì mừng ghê chứ Nhưng mà cái người trong chùa là mỗi ngày Những đức với họ là trực tiếp gặp nhau Gặp thường xuyên luôn rồi lo lắng từng ly từng tí từng chút từng chút từng chút Nhưng mà giết rồi đó là cái rất bình thường Thí dụ như phòng ốc ngủ nghỉ đã sạch sẽ đàng hoàng Máy điều hòa rồi này kia Khi bây giờ không ở trong chùa bước ra ngoài đi làm cho người ta Cái sự việc đó mình có cảm nhận được hay không Nó không đơn giản như mình nghĩ Tại vì Đức ngày xưa đã từng đi làm thế làm mướn ngoài đời Nhưng Đức biết mà Không đơn giản đâu Dù mình quen thăng đó mà giờ mình đi làm thuê là mướn cho người ta đi Ban đầu còn khách sáo vài câu Nhưng làm một thời gian rồi Rồi sẽ biết liền Thời gian sẽ biết liền Đó. Nên Mình đi làm thuê là mướn mình hiểu liền Nên cái gì chứ những đức là chăn quý cái mà người ta đem đưa cho mình để mà có cuộc sống thật sự thí dụ như người ta đem đến Đưa cho những đức là những đức đưa cho người ta Trả lại hết Biết sao Cái đó phải tu duyên tu phước phải trả lại Và khi làm cái gì là Cái đó phải lợi ích cho chúng sanh mới làm Nên nhiều đó khi những đức ở trong ngôi tam bảo Quý vị biết cái gì mà trong chùa dư rồi những đưa cho Phật tử ngược lại hết Vì sao Sợ tích trữ hư hao vứt bỏ Lãng phí nên từ nơi đó mà cái này rất là nguy hiểm. Thí dụ như đồng tiền của chúng sanh đưa mình mà làm nó không lợi ích cho chúng sanh. Hoặc mình cắt một cái nhà mà bây giờ mình không ở gì hết. Đó là cái cực kỳ nguy hiểm chứ không giỡn đâu. Tại vì cái phương tiện gì cũng gì hết. Của chúng sanh đã làm là phải có lợi ích. Thí dụ như một chiếc xe mua thì phải có người chạy. Còn nếu mua chiếc xe mà để nằm nằm y đó không ai đi. Mỗi ngày đi lao nó thì không có lợi ích gì hết. Nên quý vị phải nhớ rằng Cái đồng tiền mà vào tay mình mà lợi ích là nó phải xây chuyển Nó phải xây chuyển đồng tiền Thì tự nhiên Mình Tuy tiền của ta nhưng mình làm được lợi ích Nên mỗi một người Mình từ xa gì Như câu nãy như Đức nói không Tuy mình xa mà gần Tuy mình gần mà xa Cứ dễ dở hương gì nè đặc biệt lắm quý vị Giống cái câu hồi đó như Đức chia sẻ Tình chỉ đẹp khi tình gian dở thế dân gian dở dở nó, nó 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 thích lắm chứ không phải giỡn đâu <laughs> nó giống như bởi vì nhiều, ông có khi mà thí dụ mấy ông hồi đó mà thương vợ chưa cưới được nó đeo vô cùng nhưng mà khi ông cứ đem về nhà rồi ông nói của ổng à. nên có khi đi sớm về muộn ông không cần ngó ngàng tới nhiều không phải ai cũng vậy mà có những người vậy đó quý vị ừ. nhưng mà một ngày nào mắt rồi thấy liên tiếp con người mình là thường bị cái bệnh là mắc rồi mới thấy ủ nó không có chuyện giỡn đâu giống ừ, giống hồi xưa đi bắt cá bắt được con cá đem về thì con cá chút xíu nhưng con cá nào ruột trò bự lắm <laughs> nên con người nó ngộ ghê thấy chưa nên mình á gian gian dở dở là đặc biệt lắm hướng đạo bây giờ cũng vậy những đứa thấy đúng là cái mạng internet bây giờ nếu biết cách sử dụng cũng hay nếu mà cái đà mà tu tập gì nữa quý vị Thì biết rằng từ xa biết bao nhiêu người cảm ơn mà nói chứ Cái tâm cảm ơn mà mình tu với họ rồi Làm cho họ phải tin tắn, họ phải tu theo á Rồi họ tu mà được an lạc, cái tâm cảm ơn nó ghê lắm, không phải đơn giản đâu à, Cái tâm cảm ơn nó cực kỳ lớn hơn cả đời của những đức đó. Mong rằng cái duyên này Phật Bồ Tát sắp xếp cho mình Cả đời con tu tập được gì Cả đời con tu tập đường gì Như bữa đó những đức có cái đoạn nói chuyện này Sau này có nhân viên Cái nơ của hòa thượng mình Nơ nó quá rộng lớn Cắt một cơn ngơ quá rộng lớn Nếu quý thầy có duyên với đại chúng Thì quý thầy cứ làm Mình mừng giùm cho quý thầy tập trung của người đông Còn nếu như quý thầy không có duyên với đại chúng Thì một cái cơn ngơ lớn lao hòa thượng gì Lễ lọc lâu lâu mình đến cái Dưới quân âm với di đà Phật đảng du lan rồi này khi mình lỡ mình tổ chức chương trình của hòa thượng xong mình lên xe mình đi về nhà đến tổ chức để chúng ta được hội ngộ với nhau để cùng tu xong đi về nhà để cái cơ ngơi xây của hòa thượng có ý nghĩa thật sự tại vì đồng tiền của chúng sanh mà bỏ vào thì phải làm gì cái chúng sanh thôi thật sự như vị nhưng đức bây giờ là khỏe lắm rất khỏe luôn tại sao đi lo cái khổ như chi cái cực như chi tại vì đức cứ nghĩ cuộc đời phải làm gì đó quý vị à? Phải làm một cái gì để ý nghĩa trong cuộc đời Đã đến với cuộc đời này mấy mươi năm ngắn ngủi lắm Phải làm gì đó Như Đức có thường nhắc mình mình phải làm gì đó Thật sự Các vị thấy những Đức ở trong chùa bước ra một cái Chiều lại một cái thôi là những Đức đã Cái rung này xuất hiện Tu với vị tới giờ luôn Đâu có nghỉ mấy ngày đâu quý vị Đâu có nghỉ mấy ngày gì đâu Nghĩa là Vừa đến cái chỗ ở mới Là chiều lại là lập là một đậu tràng tu với vị liền Tranh thủ nhất luôn á nào là kêu người ta lỡ bắt điện đài, đài câu mạng này kia vô tu liệt thấy không nên những đức nói mình phải trân quý thời gian của cuộc đời này để làm một cái gì để ý nghĩa trong cuộc đời nhất là đem pháp môn tịnh độ giới thiệu nên những đức nói là tất cả những cái gì là bằng bằng cái lương tâm mình mà mong làm lợi ích cho chúng sanh chỉ thôi. nên những đức nói mà như cái cơn ngơ hòa thượng quá lớn đâu tìm ra một cơn ngơ lớn gì chúng sanh về mấy chục ngàn con người mà ở tu tập không đơn giản nhưng mà đâu phải ai cũng là quy tụ của người được đông vậy đó quý vị tuy là những đức học lớp 3 nhìn thấy không được bình tĩnh nhưng mà sao ngộ người ta lại thích Nói thấy không nhìn không được bình tĩnh gì mấy mà người ta lại thích nó <laughs> nên chắc là chúng ta những con người cũng sanh đến cõi này làm như nó cũng hơi thiếu bình tĩnh có <laughs> không bình tĩnh nó thích nhau vậy vì... Thấy <laughs> không Nói chuyện cười cười vui vui rồi hịch hạt đồ lại thích Thấy không cao xa lại vốn nổi cao xa vốn nổi đơn giản bình dị rồi ha cá màu trắng nói màu trắng quần màu đen nói màu đen <laughs> vậy đó vậy nghe dễ hiểu nó cũng không mất thời gian Thấy không? Vậy thế chưa À, giống như thờ cuộc xăng dầu mắt à. đừng có tốn thời gian để hao tốn thêm tiền bạc nên cái thờ cuộc này con người bận lắm mới bị rất bận cái suy nghĩ thì chén cơm manh áo nó đã nhiều mà bây giờ còn phải bắt suy nghĩ thêm nữa suy nghĩ không nổi, à. nên bởi vì những đức đưa ra cách tu với vị một câu vật hiệu này là vị thấy quá tuyệt vời à. Rõ ràng nhưng mà đúng là cái đậu tràng mình gọi là đậu tràng dũng mạnh đó nghe, Dũng mạnh tinh tấn đó quý vị <laughs> Dũng mạnh tinh tấn Dương Ngọc làm dữ quá Dương Ngọc <laughs> Đạo tràng dũng mạnh tinh tấn thì công nhận đạo tràng dũng mạnh tinh tấn quá mà Đâu có đơn giản đâu Nên từ nơi đó, đó mà phải Hồi tối mới 12 giờ khuya tu tập nói chuyện xong là tới 2 giờ Đi, đi vô vòng là tới 2 giờ còn đi vòng một chút nữa, đi coi ngủ gì đâu. Ngủ gì đâu, mà sáng là thấy những gương mặt thân quen xuất hiện liền. Không, ở đây là được đó nghe, cố gắng. Nó giống như Nguyễn Vương đó không? Dẫn ta về nhà tu. Các cái nhà thiệt là bự như vậy mà cho chị em đồ người ta đến người ta tu tập được, Thấy không? có điều kiện tiền bạc rồi nấu lẩu rồi cho người ta ăn đãi đằng những vị phật tương lai được đúng không? <laughs> cho nó ý nghĩa nó nên từ nơi đó nó quá đặc biệt nên nó, nên nó, nó, ừ. nó, nó đạo tràng tịnh độ giờ mọc từng gia đình nó như cái tâm những đứa đó, đó giờ lâu lắm mà, mà suy nghĩ đến Gọi là đạo tràng tịnh độ từng gia đình bây giờ đã hình thành trước mặt mình cho mình thấy Hồng phật cũng thương mình đó quý vị đó <laughs> Đạo tràng tịnh độ thấy không? Từng gia đình cư sĩ Cuối cùng khi tôi làm cư sĩ tôi mới thấy Thấy chưa Khi làm cư sĩ tôi mới thấy rõ ràng không nó, Nên từ nơi đó mà Thôi chúng ta sống dễ dở, dở luôn gì nó vui quý vị ơi Gặp nhau hoài làm gì miễn gặp Gặp gì nè nó tí xa mà gần tí gần mà xa thấy <laughs> chưa rõ ràng chưa tí xa mà gần tí gần mà xa cái này nó đặc biệt rồi quý vị nó thấy chăn quý dữ lắm nghe Những đức nó bảo đảm nhiều người bây giờ muốn gặp những đức lắm Nhưng cái đó gặp bên ngoài Đức đâu Thấy không như vậy đó mà tự nhiên nó, nó thích vô lên tu thích tu lắm chứ không phải chuyện giản đâu quý vị ơi đó, nên nó cứ gì đi sau này về cực lạc gặp nhau nghe đó. nếu mà chăng thật cố gắng thì về cực lạc gặp nhau đó là chỗ đặc biệt nhất đó, tự nhiên những đức thấy bây giờ chăng quý vị lắm. tại vì sao phải không khi mà mình á, sống mà mình tu tập Phải đời đạo gì quý vị phải nhớ rằng mình hãy tha thứ cho người thân của mình đó là cái vị cho anh ta cơ hội nên những đức nói rằng nhiều vị ở bên ngoài mới bị khi những đức bị dấp ngã bị còn tha thứ những đức nên cái ơn quý vị những đức phải cố gắng tu tập với vị trả ơn quý vị đó mới dẫn đâu Nó... Nên từ nơi đó mà cái tâm mà Cho người ta cơ hội đó là cho mình cơ hội đó trăm luôn Nên từ nơi đó nó thấy ấm áp vỡ lòng của con người Sống với con người với nhau Sống trong cuộc đời không ai mà không có lỗi đâu vị. Không ai hoàn toàn tốt mà không ai hoàn toàn sai hết đâu Nên chúng ta hãy tha thứ cho nhau Vậy là mình có cơ hội Để tu tập để đời này được thành tựu Thôi chúc quý vị an lạc nha Ai gì nào Phật Ai Di Đà Phật, ai Di Đà Phật. Ai Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi, A Di Đà Phật.